Vâng, và sau đây em lên siêu phẩm cũng như là một trong những cái dòng mà âm ly chạy sò sắt của Aquafine được các bác lựa chọn nhiều với đó là con Aquafine Y202 các bác, Y202. Nó chạy 8 con sò sắt Toshiba chữ đỏ mà dòng sò chạy trên con 309V. Mà nó chạy 8 con mà trong khi 309V là chạy 4 con nha các bác, nên rất là khỏe. Lực đánh của dòng này khá là tốt, đánh 3 cầu lô AB, A+B và cái quan trọng điểm nhấn ở con Y202 là hai đồng hồ vuông. Đấy. Và con này máy mạng về rất là mới các bác. Mới căng luôn, chỉnh bát chép này, hệ thống low net cấp độ rất là mạnh nha các bác. Nên đối với Aquafine Y202 các bác chơi hầu hết các dòng loa Pioneer 180A, 180 vân vân, 933, 955 đều rất là tốt. Bởi vì lực đánh khỏe nên là máy trang bị tới 3 cầu loa, các bác có thể chơi hai một lần hai cặp loa nha. Và đây là phía trên nắp của ốp gỗ nha. Máy đẹp long lanh nha các bác, máy đẹp long lanh luôn. Giá con này là 23.700.000 đã bao gồm phí ship. Máy tuyển để các bác vừa nghi vừa trưng bày. Đẹp long lanh không tì vết nha. Cái mặt tiền là cái mà em chú trọng rất là cao không? Tại vì nên em chú trọng là vừa nghi vừa trưng bày. Máy là đúng máy chất bả cho các bác nha, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và các bác có thể cảm nhận qua được cái chi tiết máy mà các bác có thể xem được qua video này. Có thể thấy chạm lo này. Đấy, đây là cái dây nguồn. Nó chạy 4 cầu điện nha các bác, 4 cầu điện nha. Máy rất là mới. Rồi em sẽ đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem luôn nha. Liên hệ cho em chính có hai số điện thoại phía trên màn hình. Và đây khi em nó đã rơi khỏi vỏ gỗ các bác sẽ thấy được độ nét của sản phẩm này. Đấy, 4 tụ là nguồn này các bác, 4 tụ. Rồi, em sẽ mở cái nắp này lên để các bác cùng xem luôn nha. Bác nào muốn sưu tầm con này thì alo cho em nha. Vâng, và mời các bác cùng ngắm vẻ đẹp của con Y202, phải gọi là một từ thôi, ngất ngay các bác. Các bác thấy cái độ bóng bẩy không? Nó mới. Các bác thấy cái chân tụ bảy màu luôn. Sáng tròn, đây là tăng phô. Và các bác thấy linh kiện này. Các bác nhìn này. Nó mới khít luôn. Đây các bác. Đấy. Đây. Nó chạy mỗi bên là 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Đấy. Đây bộ mặt các bác thấy tụ tiết này, nó mới giả ma luôn. Nói chung là đẹp. 4 con này được 8 con rồi. 8 con là Toshiba chữ đỏ nha. Rồi bác nào sưu tầm con này thì alo cho em chính nha, một con duy nhất về trong đầu năm 2023 này. Thì bác nào lấy liên hệ cho em 23.500.000, chỉ còn đủ em bớt 200.000, còn 23.300.000 nha.